Cũng trong tối qua, trong không khí rộn ràng trước thời khắc giao thừa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác trực ban, trực chỉ huy, trực chiến tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy của Bộ Công an. Tháp tùng đồng chí Chủ tịch nước có đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước. Về phía Bộ Công an, đón đoàn kiểm tra công tác của Chủ tịch nước có đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đã báo cáo nhanh với Chủ tịch nước về tình hình an ninh trật tự nổi lên trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, công an các đơn vị địa phương đã ra quân tấn công chấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, diễn biến tình hình tội phạm đã được kiềm chế, bớt phức tạp hơn, phạm pháp hình sự giảm 5,92% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số vụ buôn lậu phát hiện được nhiều hơn, tăng 31,04%, số vụ vận chuyển pháo trái phép tăng 24,5% so với tháng trước. Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nghe đại diện lãnh đạo công an một số tỉnh thành báo cáo nhanh qua hình thức trực tuyến về công tác ứng trực đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Theo đó, về cơ bản, công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra bị động bất ngờ. Các địa phương đều tổ chức tốt công tác trực ban, trực chỉ huy, triển khai lực lượng, tổ công tác xuống các địa bàn trọng điểm để đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết, chuẩn bị cho đêm giao thừa. Xuất hiện nhiều tấm gương chiến sĩ giúp đỡ nhân dân trong những ngày cận Tết, được lãnh đạo công an địa phương biểu dương khen ngợi. Phát biểu tại buổi làm việc trước thềm năm mới 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chào, lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể lực lượng công an nhân dân trên toàn quốc. Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, việc tổ chức trực ban, trực chiến của toàn lực lượng công an nhân dân đã tổ chức tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn để nhân dân vui xuân đón Tết. Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả công tác tấn công chấn áp tội phạm của lực lượng công an nhân dân đã góp phần kéo giảm sự gia tăng tội phạm, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, không để những vụ việc phức tạp đáng tiếc xảy ra. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian nghỉ Tết vẫn còn dài, lực lượng công an nhân dân cần tổ chức lực lượng ứng trực một cách hợp lý, đảm bảo phát hiện xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn để cho nhân dân cả nước vui xuân đón Tết trong một môi trường bình yên nhất. Chủ tịch nước tin tưởng rằng trong năm mới với một niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, sức sống mới, lực lượng công an nhân dân sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và trong năm 2017, bảo đảm an toàn Tết Nguyên đán Đinh Dậu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cũng trong đêm 30 Tết, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an phường Quán Thánh. Kiểm tra công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao các phương án kế hoạch bảo vệ mục tiêu, bảo vệ địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Bộ trưởng yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần tăng cường trang thiết bị công nghệ hiện đại, nâng cao các mặt công tác, đảm bảo an ninh an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kiểm tra trung tâm chỉ huy, tại đây hệ thống camera giám sát được kết nối với hàng trăm điểm cầu trên toàn quốc, chủ động xử lý các tình huống nhằm đảm bảo an ninh được kịp thời. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, làm tốt công tác trực ban, trực chiến, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Sau đó, Bộ trưởng cũng đến thăm kiểm tra công tác và động viên cán bộ chiến sĩ phòng bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kiểm tra công tác tại Công an phường Quán Thánh, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an phường cần tiếp tục triển khai các phương án kế hoạch đã đề ra, chủ động nắm chắc tình hình tại cơ sở. Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường lực lượng hỗ trợ cho Công an phường trong đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, cùng với Đảng ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ, những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.